Gần đây, khi Vega tăng giá chóng mặt thì hôm nay GVN sẽ giới thiệu với các bạn game thủ giải pháp gaming 24 triệu với GVN Ghost S, lấy sức mạnh của RTX 2060 làm trọng tâm để chiến đấu. Sau đoạn video vừa rồi thì hẳn là các bạn đã thấy được GVN Ghost S cực kỳ đáng tin cậy cùng với chi phí cân đối nhờ sử dụng CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 10. Còn bây giờ hãy cùng nhau xem Ghost có thể làm được gì nha. Đầu tiên, Valorant đang là một tựa game hot sau khi về đến Việt Nam. Với vị thế là một đặc vụ, việc chạy mượt Valorant là không khó. Với mức setting Full HD và mức đồ họa cao nhất, FPS đạt trung bình là 160 và một số cảnh có thể lên tới tận là 180. Đây là một mức cực kỳ phù hợp dành cho các bạn game thủ mong muốn trai hạt trên những màn hình 165Hz đến 200Hz với khả năng phản xạ tốt. Tựa game nổi tiếng tiếp theo của Riot Games là Liên Minh Huyền Thoại. Kỳ thực, đây là một tựa game không phải nặng và cũng không cần có FPS cao, cho nên việc tối ưu hóa sức mạnh Vega trên Liên Minh Huyền Thoại là không được ưu tiên. Vì thế, với mức đồ họa cao nhất cùng độ phân giải Full HD, FPS đạt được là 165 trung bình, đảm bảo trải nghiệm trong mọi vùng combat. Rồi. Sau hai tựa game khá nhẹ nhàng, Rainbow Six là một cái tên tiếp theo mà đặc vụ Ghost cần phải chinh phục. Với mức setting cao, độ phân giải Full HD, FPS cao tới tận là 155, quá dư tiêu chuẩn cho một tựa game tham gia vào nhóm eSports.
poker. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. Sau những tựa game online nóng hổi esports vừa rồi, hãy đến với Shadow of the Tomb Raider. Một tựa game không chỉ hay mà còn tích hợp với nhiều công nghệ cùng khả năng tối ưu tốt về đồ họa, đem tới trải nghiệm phiêu lưu vô cùng kỳ thú. Given God dễ dàng đạt trung bình 68 FPS ở mức đồ họa cao Full HD, DLSS off và Ray Tracing off. Nếu bạn muốn nhiều FPS hơn, hoàn toàn có thể mở tính năng DLSS sẽ đem tới trải nghiệm tốt hơn trên các màn hình với tần số quét cao. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. 'Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. 'Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Thật tuyệt vời đúng không? Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ máy mạnh mẽ phù hợp với chiến game thì hãy cùng nhau đến ngay showroom Given để trải nghiệm nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.